thắt dây an toàn đi mọi người. Chúng ta có một chuyến đi gặp ghềnh đấy. Đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu. Buộc chặt dây an toàn của bạn cho chuyến đi trên xe buýt. Đi nào. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng nô đùa, chúng nô đùa. Trẻ con trên xe buýt vui vẻ nô đùa, chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Mời quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với C? Tớ biết là kho xe hơi. Đúng rồi. Hồi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi to trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, chúng mình cùng đi. Cưỡi nào, tôi là một cowboy. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, mở ra rồi đóng, đóng rồi mở ra. Hàng cưa trên xe buýt luôn đóng ra vào, chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt tôi. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình thứ gì đó bắt đầu bằng chữ T. Tớ biết, là tree, cái cây. Đúng rồi. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, xuống lên hoài, xuống lên hoài. Trẻ con trên xe buýt nhảy xuống lên hoài, chúng mình cùng đi. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, hay ngoan nào, hay ngoan nào. Tài xế trên xe buýt nói hay ngoan nào, chúng mình cùng đi. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Nào ta hãy cùng nhau nói yeah yeah yeah, chúng mình cùng đi. Yeah. Mình quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình. Thứ gì đó bắt đầu với F? Friends, bạn bè. Yeehaw. Yeah, yeehaw. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi.